chị Giang bẻ không ở đây nữa đâu. Đi rồi. Bà đi mất. Cứ bà cử với ông đi. Bà bán rồi bà lên ở luôn. Bà không có xuống báo. Ông Giang á, cử với ông Mai. Bà không xuống nữa đâu. Quay chi vậy cô Hiền? Quay cho vui. Quay cho nên bạn. À ừ hả? Quả báo. Món ăn Việt Nam. Quảng cáo và quý bánh đắt hàng. Nghe nào cũng như nói đi. Cục bắt tơ giờ này nó còn đấy. Dán khách lắm cô. Ờ. Vắng rồi, bọn nó đêm 10 giờ nó mới đi làm mà. Lắm rồi, lũ nó đi lại không có tiền. Mấy tụi em mà đã chỗ sống hết. Ê lắm. Bây giờ tê tua chủ quán rồi méo mèo hết rồi. Ừ. Có mấy tây mất cười lắm. Nói gì bay giờ nó đâu có tiền đâu giờ. Đây là nó tiền mà bây giờ kinh doanh ra quá trời. Không có ai làm. Đâu có tay một cháu. Bố quá. Giờ có nhà cho thuê được chứ. Đúng rồi. Hồi bữa ai mà có nhà lập. Thôi là làm. Lém mà chơi. Sao hả? À? Nói gì vậy? Một là quân chức, hai là có nhà cho thuê. À, ba mua có bim bim. Bà dạ. Madame đi đâu đấy? Buôn bán là cái gì khó. Quan chức là sướng. Quan chức là tháng vài chục triệu. Cái cũng bình định luôn à. Quảng Ngãi đúng rồi, quên. Bà Quý làm hơi năng suất hơn. Bà Diễm đâu rồi? Lại đau chân. Lại đau chân người quên. Ủa sao cái đấy nó phải để trong cái bịch kia bà Quý? Ừ. Không ở trong cái bịch để chín nó sao? Ở vậy nó làm nó cũng tốn tiền thôi mà. Tốn tiền quá à? Ha. Đào nghe mặt mày lại ha, đừng có nghe gái, đừng mang lại gái được lấy. Đến hôm nay đi sáng mà
bữa nay buổi sáng thi toán buổi sáng giờ sắp xong rồi, xong rồi nghỉ, nghỉ đang trên nhà nên xuống, nhưng mà lại đến chỗ nghỉ hết nè.